tiếp theo bây giờ chúng ta đi làm bài tập sau đây à, đầu tiên là chúng ta đi dịch cái đề bài này ở đây đề bài cho chúng ta cái ký hiệu chữ f và chữ x này à, đây chính là một cái đa thức cái chỗ này cái câu này đây là đa thức fx là một đa thức cho bởi công thức này và đây từ này là giả sử giả sử rằng cái đá thức Fx này nó bằng A0 cộng A1 nhân x cộng A2 nhân x bình phương cộng vân vân cho đến A40 nhân x mũ 40 và yêu cầu ta là tính xem cái giá trị của biểu thức M này là bao nhiêu thì để làm được cái câu này Bây giờ thầy sẽ ghi cái đề bài dưới dạng tiếng Việt vào đây. Cho fx là đa thức. Với fx được viết là 1 2x cộng x bình phương trừ 3x mũ 3 cộng x mũ 4 tất cả mũ 10. Và đề bài giả sử fx bằng a0 cộng a1x cộng a2x bình phương cứ cộng như vậy cho đến a40 x mũ 40. Và của chúng ta là Tính xem giá trị của M bằng A0 cộng A1 cộng A2 cho đến A40 là bao nhiêu? Ở đây thì có khái niệm đó là đa thức. Vậy bây giờ, thầy sẽ giới thiệu cho các em cái kiến thức về đa thức, cái khái niệm của nó. À, trước hết là chúng ta đi tìm hiểu một số khái niệm ban đầu như thế này. Đầu tiên là ý thứ nhất đó là các thành phần của một biểu thức. Khi mà chúng ta học toán đại số thì thông thường đề bài hay cho chúng ta các cái biểu thức. Vậy thì một biểu thức nó gồm có 3 thành phần chính. Thành phần thứ nhất đó là cái phần hệ số. Phần hệ số này thông thường người ta cho là, là các cái số cho trước. Thường là các số mà người ta cho biết trước rồi cái phần thứ hai đó là phần biến phần biến số hay người ta còn gọi là phần ẩn số thì cái phần biến số này thông thường thường là các cái chữ người ta thường dùng các cái chữ như thế này đó là chữ x chữ y chữ z hoặc là chữ T. Cái phần thứ ba đó là phần tham số. Phần này có thể có có thể không. Có nghĩa là đây là Nếu có. Và cái phần này nếu như có thì đề bài sẽ giải thích rõ ra đâu là tham số. Có nghĩa là khi mà có đấy thì đề bài sẽ ghi rõ ra. Để chúng ta phân biệt Và cái tham số này à, Thường là người ta ký hiệu là chữ M Có khi là ký hiệu là chữ A Chữ B Hoặc là chữ K à, Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này Ví dụ bây giờ thầy có một cái biểu thức thứ nhất 2 Phần 3 x mũ 2 y mũ 3 thì cái biểu thức này cái thành phần đầu tiên cái số 2 phần 3 này đây là người ta gọi là phần hệ số còn cả cái chỗ này x mũ 2 y mũ 3 cái chỗ này người ta gọi là phần biến số hay người ta nói tắt là phần biến đây là chứa các chữ x, chữ y Như vậy cái biểu thức này không có tham số Bây giờ thầy lấy ví dụ Một biểu thức khác Ví dụ như thế này 2 nhân đóng mở ngoặc m Chữ 1 X bình Y mũ 4 Và ở đây đề bài ghi rõ là m là tham số Rồi, như vậy nếu như mà trong một biểu thức mà có chứa cái tham số thì đề bài sẽ cho người ta cái câu này, người ta ghi sẵn rồi, cho nên yên tâm để phân biệt chúng ta không sợ nhầm lẫn. Vậy thì ứng với cái biểu thức này thì đâu là hệ số? Hệ số nghĩa là em bỏ cái phần biến số đi, chính là hệ số, như vậy toàn bộ cái này này, tính cả cái này. Cái này gọi là phần hệ số Như vậy trong tình huống này Cái phần hệ số này Nó vừa chứa các cái số Vừa chứa tham số Còn đương nhiên cái phần còn lại này Đây gọi là phần biến Và nếu như chúng ta lấy riêng cái chữ M này ra Thì người ta gọi là tham số Đấy Mà cái tham số này thì đề bài Thường người ta cho người ta sẵn rồi rồi như vậy kiến thức đầu tiên đó là các em tìm hiểu các cái thành phần của một biểu thức thông thường nó gồm ba cái thành phần như thế này. Bây giờ kiến thức thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là đơn thức. Đơn thức nó là những biểu thức đơn giản. Vậy thì thế nào là đơn thức? Đơn thức là các cái biểu thức mà cái phép toán trên các biến. Phép toán trên các biến, chú ý ở đây là trên các biến. Có nghĩa là trên các chữ x, chữ y, chữ z, chữ t vân vân. là phép nhân hoặc là phép lũy thừa. chỉ có hai cái phép này thôi nhân lũy thừa tức là không có không có các phép cộng này phép trừ này phép chia rồi phép tính căn bậc hai phép tính giá trị tuyệt đối Đây những phép tính này không được có Nó chỉ có nhân lũy thừa thôi Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này Thầy lấy ví dụ về một số cái đơn thức Ví dụ như thế này 3 x mũ 2 y Rồi cái đơn thức này Cái biểu thức này nó là đơn thức Bởi vì lý do là Cái biến x biến y này Nó chỉ chứa phép nhân và lũy thừa thôi Bởi vì cái chỗ này không viết thì hiểu Đây là nhân này Nhân này Đấy, x mũ 2 là lũy thừa hoặc đơn giản như thế này thôi X bình phương Đấy, Như vậy nó chỉ chứa mỗi cái phép tính lũy thừa thôi Hoặc như là 2 phần 3 X y mũ 2 à, Hoặc là 2M cộng 1 đóng mở ngoặc X mũ 2 Ở đây người ta giải thích M là tham số À, hoặc là chúng ta có phép tính này cái biểu thức này 2 căn 2 x y mũ 3 hoặc là giá trị tuyệt đối của 7 nhân x mũ 3 y mũ 2 z mũ 4 những cái biểu thức này là đơn thức bây giờ thầy lấy một số ví dụ về các biểu thức không phải là đơn thức này không là đơn thức Chẳng hạn như biểu thức này 2x phần y Rồi là 3x cộng với 7y Hoặc là căn bậc 2 của 2x cộng 1 Hoặc là giá trị tuyệt đối của x cộng 3 Vân vân Có thể lấy thêm nữa Đây thầy lấy một số ví dụ thôi Và bây giờ thầy giải thích tại sao những cái biểu thức này là đơn thức biểu thức bên dưới không là đơn thức thì như định nghĩa thì nói này, nó chỉ có phép nhân và lũy thừa thôi thì có bạn sẽ thắc mắc tại sao ở đây nó có phép cộng này tại sao vẫn là đơn thức ở đây tuy là có phép cộng nhưng nó cộng ở đây là cộng với tham số chứ không phải là cộng với biến chỗ này mới là cộng với biến này này đây biểu thức này, này. đây có phép cộng này nó cộng vào mới biến có nghĩa là x này cộng này x cộng với một biểu thức nào đó như vậy đây không phải là đơn thức hoặc là em có thể thắc mắc tại sao ở đây có phép chia 2 phần 3 tức là 2 chia 3 mà cái phép tính này nó lại là đơn thức mà trong khi đó đây lại không phải là đơn thức bởi vì lý do như thế này ở đây tuy là phép chia nhưng ở đây là 2 chia 3 có nghĩa là nó chia cho cái phần hệ số chia cho hệ số mà thậm chí như thế này cũng vẫn là đơn thức này Có thể ghi x y mũ 2 này Phần 5 chẳng hạn Cái này vẫn là đơn thức Bởi vì chúng ta sẽ ghi được thành là 1 phần 5 Nhân x y mũ 2 Đấy như vậy nó chia là chia cái hệ số này Chứ không phải là chia biến số Còn cái chỗ này không phải là đơn thức Bởi vì lý do sao nó chia cho biến Đây phép chia đây Và biến này biến y đây Đấy còn ở đây thì đương nhiên không phải là đơn thức bởi vì là Cái biến x này Nó ở trong cái dấu căn Còn ở đây Tuy là có dấu căn Nhưng biểu thức này Vẫn là đơn thức Bởi vì lý do là Ở trong dấu căn này Đây nó không phải là biến Mà là số, số 2 Thì không liên quan gì Bao giờ nó có biến rồi Thì mới không phải Cũng như ở đây Cái biểu thức này Không phải là đơn thức Bởi vì là x Nó nằm ở bên trong Cái dấu giá trị tuyệt đối Còn ở đây bên trong giá trị đối nó là số thì không ảnh hưởng gì. Rồi như vậy là chúng ta đã nhận biết được thế nào là đơn thức. Bây giờ đến phần kiến thức số 3, đó là về thế nào là đa thức. Thì đa thức đó là một cái biểu thức bao gồm tổng hoặc là hiệu hoặc là cả tổng cả hiệu của các đơn thức thì đa thức có hai loại loại thứ nhất là đa thức nhiều biến tức là nó có cái nhiều cái chữ trong đấy ví dụ như thế này 3 x mũ 2 y trừ đi 9 x y z mũ 3 cộng với 5 chẳng hạn. Thì em thấy là cái đa thức này nó có 3 biến, biến x, biến y, biến z. Đây gọi là đa thức nhiều biến. Cái loại thứ hai là loại đa thức một biến. Đa thức một biến ví dụ như này, nó chỉ có một chữ thôi. Ví dụ là 6x mũ 3 cộng 5x mũ 2 cộng 7. Đa thức này chỉ có một biến x thôi. Hoặc là đa thức này 9y mũ 3 cộng 6y bình phương trừ 5. Thì cái đa thức này nó chỉ có một biến đó là biến y. Và cái đa thức một biến thì người ta thường là ký hiệu có thể là dùng chữ cái in hoa hoặc dùng chữ cái in thường. Nếu dùng chữ cái in hoa ví dụ như này nếu như đa thức mà nó có biến x thì người ta ghi chữ a xong đóng bằng ngoặc x ở đây ở đây em hiểu là đa thức có biến x có thể dùng chữ cái ví dụ như với đa thức biến y này ta có thể dùng ai hoặc người ta có thể dùng cái chữ bx bi để ký hiệu như vậy có thể dùng một cái chữ cái in hoa để ký hiệu cho đa thức một biến hoặc là có thể dùng các cái chữ cái in thường. Ví dụ như đây, người ta hay dùng cái chữ f này. Đa thức có biến x thì ghi f đóng ngoặc x. Hoặc là đa thức có biến y thì ghi là f y. Đôi khi người ta dùng chữ g, ví dụ gx hoặc là gi. Đó. Như vậy thì quay trở lại với bài tập chúng ta đang làm. Thì đây là một cái đa thức. Đa thức bởi vì nó là tổng hiệu của các đơn thức thì em lưu ý này Người ta quy ước là một cái số bất kỳ Một cái số Một số bất kỳ Số này Người ta quy ước đó là Một cái đơn thức Chính vì vậy mà số 1 cũng coi là một đơn thức này Rồi Như vậy thì ở đây chúng ta có một cái đa thức Đa thức này có biến x Người ta ký hiệu là chữ fx này Và người ta cho thằng dữ kiện này Yêu cầu tính giá trị biểu thức m rồi bây giờ chúng ta sẽ đi uh, giải bài tập này Thầy xóa các cái phần này đi Để lấy cái khoảng chúng ta làm bài Bây giờ em để ý cái đặc điểm của cái uh, dữ kiện đề bài cho Ở đây đề bài yêu cầu là tính A0 cộng A1 cộng A2 cho đến A40 Thì Em nhận thấy cái hình thức của nó nó gần giống chỗ này Nó gần giống chỗ này Vậy thì em phải nhận định được ra Ta sẽ nhận định được ra cái chỗ này Nếu như mà cứ đâu là x em thay bằng số 1 vào đây Thì chúng ta sẽ có được cái biểu thức m Rồi như vậy căn cứ và giả thiết chúng ta có Cứ đâu là x em thay bằng 1 vào Thì ở đây người ta ghi là fx Chúng ta đã thay vào thì người ta ghi là f1 Tức là x thay bằng số 1 Em thay vào đây A0 cộng với A1 này nhân với 1 cộng A2 nhân với 1 mũ 2 cộng với 3 chấm đến A40 nhân với 1 mũ 40. Thì em thấy là A1 nhân với 1 cũng chính là A1. A2 nhân với 1 mũ 2 thì cũng chính là A2 bởi vì 1 mũ 2 là 1. Tương tự như vậy đến A40 nhân với 1 mũ 40 thì vẫn là 1 thôi phải không nhỉ? Như vậy đây là A40. Đấy như vậy em nhận thấy là nếu như chúng ta thay x bằng 1 vào thì chúng ta sẽ có cái biểu thức này. Nó chính là M đây. Rồi như vậy là chúng ta có F1 nó chính là bằng M. Đúng chưa? Đây là M. Vậy thì M là bao nhiêu? Để bài lại cho chúng ta cái fx này nó có hai cách viết có hai công thức đây công thức thứ nhất chúng ta vừa dùng rồi còn có một công thức này nữa đây cũng là fx này đấy như vậy chúng ta sẽ thay vào chỗ này chúng ta tìm ra f1 mà để bài lại cho chúng ta như thế này fx bằng 1 trừ đi 2x cộng x mũ 2 trừ đi 3x mũ 3 X mũ 4 tất cả mũ 10 Rồi như vậy từ đây Chúng ta sẽ suy ra Cứ đâu là x em thay bằng 1 vào đây Chúng ta có F1 bằng 1 trừ đi 2 Nhân đến 1 Cộng với 1 mũ 2 Trừ đi 3 Nhân 1 mũ 3 Cộng với 1 mũ 4 Tất cả mũ 10 Bây giờ em tính toán Cho lại là 1 này trừ 2 này cộng 1 này trừ 3 này cộng 1 mũ 10. Rồi như vậy ở trong ngoặc này em tính này. Chỗ này em thấy là 1 cộng với 1 cộng 1 là 3. 3 trừ đi 3 là hết này, như vậy còn lại âm -2. Đóng ở ngoặc tất cả mũ 10. Âm -2 mũ 10. Em có thể bấm máy tính cũng được hoặc em lấy 10 số âm -2 nhân với nhau. Thì người ta được đáp số là 1024. Như vậy em thấy là F1 bằng 1024 có nghĩa cái số này này Chính là 1024 đây Đó như vậy em thay vào cái dữ kiện số 1 này Vậy thay vào 1 Thì em suy ra Cứ đâu là F1 em thay bằng 1024 vào Chúng ta có 1024 bằng M Có nghĩa là M chính là bằng 1024 Và như vậy thì đối chiếu với 5 cái phương án này ta chọn đáp án E này.